This video is about MTV Vietnam on its final moments before the shutdown on December 31, 2022. Similar to One Screen, there is no reason stated about the shutdown. Lời nói giữa sau nụ cười và anh vội tin chẳng hề nghĩ ngợi. Dù em đã bước xa đi, anh vẫn đôi khi nhớ em nơi tận cùng tâm trí. Đã phải dần khi qua các ngày dài, chẳng khác những hy còn bơ vơ đắng cay, nhạt nhòa ký ức về nhau vì thời gian. Lặng nhìn em đi, nước mắt rơi trên khóe mi. Đành vội lau đi, tình say đừng nên tiếc chi. Chỉ là lời nói giữa sau nụ cười, và anh vội tin chẳng hề nghĩ ngợi. Dù em đã bước xa đi, anh vẫn đôi khi nhớ em nơi tận cùng tâm trí. Lặng nhìn em đi,